Thì điều đầu tiên, đây đều là những sản phẩm có tính hút ẩm cực mạnh. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải bôi trên một cái nền da ẩm. Đã từ rất là lâu Hương không còn sử dụng toner để chăm sóc da nữa. Và hầu hết là các khách hàng mà Hương hướng dẫn chăm sóc da thì cũng không còn sử dụng toner nữa. Thay vào đó sẽ chuyển sang các cái sản phẩm serum có chứa HA hoặc là serum có chứa B5 giống như trên đây. Khi mà chúng ta chuyển sang các cái serum này thì thứ nhất này, nó sẽ vừa cấp ẩm phục hồi cho làn da chúng ta tốt hơn. Nhất là khi chúng ta đang dùng các sản phẩm treatment thì da chúng ta sẽ có xu hướng là khô và bong chóc nhiều hơn. Thì những sản phẩm này sẽ cấp ẩm phục hồi vô cùng tốt. Điều thứ hai, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian và tiết kiệm được chi phí hơn khi chúng ta chăm sóc da. Vậy thì serum HA và serum B5 chúng ta nên lựa chọn và sử dụng như thế nào sẽ đem lại hiệu quả cao ở trên làn da? Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngắn gọn ngày hôm nay nha. Đầu tiên là chị em mình đang sử dụng toner này hay là serum HA, serum B5 của hãng nào? Mình có thể comment và chia sẻ phía dưới để Hương có thể hướng dẫn chị em chúng ta được kỹ hơn. Và đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới nha. Để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Điều đầu tiên là lý do tại sao chúng ta không nên sử dụng toner nữa. Thực ra là mình vẫn có thể sử dụng toner nếu như chị em mình đã có thói quen rồi, hoặc là chúng ta có điều kiện tài chính hơn một chút thì có thể thêm toner vào trong cái chu trình. Nhưng đối với cá nhân Hương và khi mà Hương hướng dẫn các chị em chăm sóc da ấy, thì Hương luôn mong muốn rằng chúng ta sẽ làm sao để tối giản được thời gian và tiết kiệm được chi phí nhất. Thì cái tác dụng của toner là gì? Đầu tiên là chúng sẽ cân bằng lại pH cho làn da của chúng ta. Thì khi mà chúng ta rửa mặt xong ấy, thì thông thường ngày xưa ấy, thì sự rửa mặt có pH khá là cao, và rửa mặt xong thì chúng ta thường cảm giác là khô này, căng này. Đó thì cái pH mà cao quá thì nó sẽ khiến mất cái cân bằng của cái làn da chúng ta và khiến da chúng ta có thể bị xu hướng thiếu ẩm hơn. Thì sau đó chúng ta sẽ nên sử dụng cái toner. Tuy nhiên hiện nay thì các loại sữa rửa mặt đều có pH khá là chuẩn rồi. Và ngoài ra các cấp hơn ấy, các sữa rửa mặt đều có thêm thành phần giúp giữ ẩm và giữ ẩm thêm cho làn da. Vì thế hầu hết là khi rửa mặt xong chúng ta ít có cái cảm giác là khô căng. Điều thứ hai này, thì cái toner cũng có thêm một chút khả năng là cấp ẩm cho làn da. Tuy nhiên chúng chỉ cấp ẩm lông ở trên bề mặt da thôi, không thấm quá là sâu, và các cái thành phần tinh chất trong đó không quá là nhiều. Vì thế hiện nay Hương sẽ ưu tiên là chuyển toner sang các cái serum có chứa HA B5. Thì những cái thành phần này, ví dụ như HA này, có khả năng là một phân tử ngậm đến 1000 phân tử nước cơ. Điều thứ hai là chúng có khả năng hút ẩm cực mạnh, do vậy khả năng cấp ẩm cho làn da tốt hơn. Ngoài ra thì cái serum B5 ở đây có các tác dụng cấp ẩm này, và có thêm tác dụng là khôi phục cái hàng rào bảo vệ da tốt hơn này, phục hồi làn da và giảm tình trạng đỏ rát kích ứng. Thêm nữa thì hầu hết các cái chai serum có chứa HA B5 này thì đều có thêm một số thành phần để làm dịu da, có thể như là thành phần rau má này, đó, hoặc thành phần một số thành phần như là glycerin này thì sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt. Và ngoài ra thì cái giá thành của một cái chai toner và một cái chai serum HA B5 ấy thì hầu hết chúng sẽ sàn sàn với nhau. Do vậy thì Hương sẽ ưu tiên rằng là chuyển sang sử dụng serum HA và B5. Hiện nay có khá là nhiều dòng serum HA B5 nổi tiếng trên thị trường hiện nay, chị em mình có thể tham khảo nhé. Đầu tiên là serum HA của nhà SkinCeuticals này, giá thành hơi cao một xíu nhưng dùng khá là ổn. Tiếp theo là của nhà Thamlet này, Good & Doc này hay là Medifa, đây là những dòng phân khúc tầm trung mà dùng khá là ok. Ngoài ra thì serum B5 có thể tham khảo rằng là của nhà La Roche-Posay này hay là của Brightasa này, đó là những cái dòng thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta nên lựa chọn cái dòng nào, có phải là càng đắt thì càng tốt hay không? Thì chúng ta cùng bước sang phần tiếp theo là cách để chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng cái serum HA B5 tốt nhất ở trên làn da. Và trước khi bước vào phần này thì đừng quên là hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới chị em nha. Điều đầu tiên là khi chúng ta lựa chọn thì hãy chú ý đến cái nồng độ phần trăm của cái serum HA B5 ở trong cái thành phần. Ví dụ như là serum HA ở đây chúng ta sẽ thông thường có thành phần là khoảng tầm dưới 2%, có thể là 0,5, 1% hay là 2%. Thì Hương sẽ thường ưu tiên các chị em mình sử dụng cái HA nồng độ 1% thôi. Và vì thứ nhất này, ví dụ đây Hương có một cái chai sản phẩm là HA là 2% đi. Đó, thì khi nồng độ cao hơn này thì chúng sẽ có cái kết cấu nó đặc hơn và dính hơn này, thì sẽ có khả năng là hơi dính và hơi bết ở trên làn da. Một số chị em khi chúng ta mà bôi thoa có khả năng là sẽ bị kỳ da ghép. Cái này sẽ phụ thuộc vào chị em nào đó tình trạng da thiếu ẩm nhiều, da khô nhiều này. Đó thì chúng ta sẽ nên sử dụng. Còn thông thường chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm serum HA ở cái nồng độ khoảng 1%, hơi lỏng lỏng một xíu như thế này thôi thì đã có thể cấp ẩm cho làn da chúng ta rất là tốt rồi. Điều thứ hai khi lựa chọn là hãy quan tâm đến cái công thức của cái serum HA. Thông thường chúng ta sẽ thường không để ý đến cái công thức mà chỉ để ý đến cái giá thành sản phẩm thôi. Thì chúng ta hiểu đơn giản là nó sẽ có công thức, là ví dụ như là công thức đa phân tử này, hay là phân tử lớn hay phân tử nhỏ này. Mình hiểu rằng là trên da của mình có rất là nhiều hàng tế bào. Thì với công thức tốt nhất hiện nay đó chính là công thức đa phân tử, tức là vừa có những cái phân tử lớn và phân tử nhỏ thì nó sẽ thẩm thấu vào các hàng tế bào được đều hơn và tốt hơn, thì khả năng cấp ẩm sẽ vừa sâu và vừa đồng đều ở trên làn da. Ví dụ như hiện nay là Hương có một cái sản phẩm là serum HA của nhà Skinafit này, đó chính là công thức đa phân tử. Cái này thì giá thành nó khá là phải chăng, tầm khoảng dưới 500.000 thôi, nhưng mà nó cũng là một cái sản phẩm mà Hương nghĩ rằng là cấp ẩm cho làn da khá là tốt, chị em mình có thể tham khảo. Điều tiếp theo là khi chúng ta lựa chọn các serum có chứa HA hoặc là B5 thì Hương nghĩ rằng là chúng ta nên sử dụng ở cái tầm phân khúc tầm trung thôi, không nhất thiết rằng chúng ta phải sử dụng ở phân khúc quá là cao.
Và thứ nhất này, tại sao này, đây là một cái sản phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày, nó là sản phẩm cấp ẩm hàng ngày, thì với cá nhân Hương này, Hương sẽ dùng một ngày khoảng tầm 3 lần, tức là buổi sáng này, buổi trưa này, khi bôi lại kem chống nắng và buổi tối. Thì khi dùng một ngày 3 lần như vậy thì một cái chai khoảng tầm 30ml thì này, Hương sẽ dùng khoảng tầm 1 tháng đấy, khoảng tầm 4 ngày thôi đã hết cái sản phẩm này rồi. Đó. Và thứ hai là cái phân khúc tầm 500.000 này với công thức đa phân tử này, nồng độ khoảng 1%, thì Hương thấy rằng là cái làn da cấp ẩm khá là ổn rồi. Và hầu hết các khách hàng mà Hương hướng dẫn ấy, thì đều có khả năng là hấp thụ trên da khá là tốt. Thì vì như vậy thì Hương nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên đầu tư một cái sản phẩm serum HA ở cái tầm này thôi. Giá chỉ khoảng một cái sản phẩm tôn có nhìn hơn một xíu thôi đã đủ khả năng cấp ẩm cho làn da chúng ta rất tốt rồi. Còn đối với sản phẩm serum có chứa B5 ấy, thì ví dụ như là của nhà Protasa này, của La Roche-Posay này, hoặc là của những phân khúc cao hơn một chút, tuy nhiên thì Hương nghĩ rằng là ở cái phân khúc tổng tầm là dưới 1.800.000 đến 900.000 thì nó sẽ có khả năng là sẽ ổn hơn, bởi vì là cái B5 này thì bản thân của nó giá thành đã cao hơn rồi, nhưng thứ hai là có thêm một số cái thành phần và cấu trúc phân tử nữa thì nó sẽ phục hồi cho làn da tốt hơn. Đó, vì vậy nếu như chúng ta có một cái tình trạng là da cần cấp ẩm hàng ngày thôi, da rất là khỏe thì sẽ ưu tiên là sử dụng HA. Còn nếu chúng ta mà cần phục hồi nhiều này, hay da chúng ta đang đỏ rát kích ứng này, hay là da sau peel này cần cấp ẩm phục hồi nhiều hơn thì sẽ ưu tiên sử dụng là các serum có chứa B5. Và phần tiếp theo là cách chúng ta bôi cái sản phẩm serum HA và B5 này ở trên làn da như thế nào. Thì điều đầu tiên, đây đều là những sản phẩm có tính hút ẩm cực mạnh. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải bôi trên một cái nền da ẩm. Nền da ẩm tức là khi chúng ta rửa mặt xong này, chúng ta sẽ chấm những giọt nước to ở trên làn da và sẽ để da chúng ta ẩm như vậy. Sau đó chúng ta sẽ bôi HA và B5. Thì khi đó HA và B5 nó sẽ hút ẩm từ những cái ẩm còn lại trên làn da và đưa sâu vào bên trong. Còn nếu chúng ta bôi trên một nền da khô ấy, thì HA B5 không có gì để hút ẩm lại, thì chúng sẽ hút những cái độ ẩm còn sót lại ở trên làn da và khiến da chúng ta thậm chí còn khô hơn. Tiếp theo là khi mà bôi HA B5 xong thì HA hút ẩm rất là tốt, nhưng khả năng bị hút ẩm ngược trở lại cũng rất là nhanh. Vì vậy chúng ta sẽ cần có một cái sản phẩm mà dưỡng. Cái lớp dưỡng này nó giống như một cái hàng rào, một lớp khiên để giữ lại HA ở bên trong da của chúng ta. Thì tùy với tình trạng da, nếu là da thường, da mà không có mụn thì chúng ta sẽ dùng các cái dạng cream hay có thể là dạng oil. Còn với tình trạng là da dầu, mụn này, lỗ chân lông to thì sẽ ưu tiên là những cái dòng là dạng gel hay là dạng lotion. Và đối với những sản phẩm mà HA B5 như thế này thì chúng ta không cần thiết phải bôi quá nhiều trên làn da đâu. Ví dụ như khuôn mặt của Hương này thì một bữa khoảng tầm là 4 giọt là ok rồi nhá. 4 giọt là đã rất là đầy đủ cho làn da rồi. Đôi khi chúng ta bôi nhiều quá, chúng ta thoa này có thể là bị nổi bọt trắng này, thậm chí là bị vón cục này, bị kỳ da ghét này, chứ không phải là cái gì nhiều quá cũng tốt. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về serum HA và serum B5. Và nếu như mà trong chu trình chúng ta vẫn còn có toner thì có thể sử dụng toner trước cái bước HA hoặc B5 cũng vẫn ok. Còn nếu chúng ta muốn tiết kiệm hơn mà rút ngắn được chu trình hơn thì có thể làm sạch da, sau đó chúng ta sẽ bôi HA và B5 luôn nha. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.